Thưa quý vị, sáng nay đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng gồm các ông bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường và Nguyễn Duy Minh đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang báo cáo kết quả kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tại buổi tiếp xúc, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã báo cáo với cử tri Hòa Vang những kết quả nổi bật tại kỳ họp thứ 5 vừa kết thúc. Theo đó, kỳ họp đã thông qua 8 luật, 17 nghị quyết cho ý kiến lần 2, hoàn thiện một bước cơ bản đối với dự án luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến lần đầu đối với 8 dự án luật khác. Ngoài ra, Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước, về giải quyết kiến nghị của cử tri, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Cử tri huyện Hòa Vang đánh giá cao kết quả kỳ họp cũng như hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị Đà Nẵng đã phản ánh kịp thời kiến nghị của cử tri tại diễn đàn Quốc hội. Cử tri cũng nêu ra nhiều vấn đề lớn của đất nước cũng như liên quan đến đời sống dân sinh, đề nghị Quốc hội xem xét có hướng giải quyết. Trong đó, đề nghị tiếp tục giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, có giải pháp sớm đối với các dự án chậm triển khai, sớm chi trả tiền đền bù dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. Việc tăng giá điện vừa qua cũng tác động đến đời sống người dân. Cử tri cũng nêu nhiều vấn đề dân sinh khác, đề nghị giải quyết.